Chào mừng các bạn đã đến với Top Sao Hoa, nơi cập nhật những tin tức mới và hot nhất về sao Hoa ngữ, cũng như các bộ phim đã, đang và sẽ phát sóng. Ngay sau đây sẽ là những tin tức có trong ngày. Vào ngày 10 tháng 5, Trang Sina tiếp tục đưa tin về những nghi vấn hẹn hò giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Cặp đôi diễn viên mới đây đã bị blogger Lưu Đại Trùy, nhân vật chuyên bóc chuyện tình cảm của các minh tinh tung clip chứng minh đã bên nhau trong suốt 3 ngày ở Thượng Hải. Theo nguồn tin, Dương Dương đã cho trợ lý thân cận đón Vương Sở Nhiên dưới lầu khách sạn Thượng Hải, nơi Dương Dương ở trong suốt 2 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 3, Dương Dương rời khách sạn, còn cẩn thận chọn lối ra khác với lối đi của Vương Sở Nhiên. Trước đó vào tháng 4, Dương Dương và Vương Sở Nhiên cũng từng bị một fan cứng tung loạt ảnh có cử chỉ thân mật tại khu trượt tuyết. Dù cả hai chùm kín bưng nhưng với đôi mắt cú vọ của netizen, nhiều người đã soi ra được một số bộ phận của hai nhân vật trong ảnh bị lộ ra ngoài. Chẳng hạn như tay của chàng trai trong ảnh có nốt ruồi cùng vị trí trên tay của Dương Dương, còn cô gái có bộ neo giống hệt chi tiết và màu sắc với bộ neo Vương Sở Nhiên đăng lên mạng xã hội. Hồi giao thừa đầu năm nay, Dương Dương từng bị fan phát hiện đi trượt tuyết cùng hội bạn. Trong những bức ảnh mà bạn thân của nam thần đăng tải, Dương Dương từng dùng ván trượt hệt như chàng trai trong bức ảnh mà fan cứng tung ra. Về phía Vương Sở Nhiên, cô cũng từng chia sẻ một khoảnh khắc trên mạng xã hội với bối cảnh tuyết rơi vào những ngày đón năm mới 2023. Những chi tiết trùng hợp này khiến fan không thể không nghi ngờ tin đồn cặp đôi đang hẹn hò là có thật. Mạng xã hội xứ Trung cũng từng xôn xao khi một tài khoản cho biết mình nhìn thấy cặp đôi cùng vài người bạn đến du lịch tại một khu nghỉ dưỡng ở Maldives vào ngày 15 tháng 2, thậm chí cả hai còn khóa môi nồng cháy bên bờ biển. Dù tin đồn hẹn hò giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên cực hot, leo lên top 1 hot search Weibo, nhưng đến nay cả hai diễn viên vẫn chưa đưa ra bất kỳ một phản hồi nào. Như vậy là chuyện tình yêu hàng thật giá thật của Nam Đình Lưu mà Lưu Đại Trì hứa hẹn sẽ khui ra đã thuộc về Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Hiện tại thì từ khóa tìm kiếm Dương Dương và Vương Sở Nhiên hẹn hò cũng leo lên top 1 hot search bảng giải trí. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.